Xin chào các bác nhé. Hôm nay chúng tôi đang đứng ở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi miền núi. Đây là cái trại chăn nuôi bao gồm có ngựa với cả trâu bò. Thì bây giờ chúng ta cùng vào trong để khám phá xem có những gì nhé. Đây là khu trồng cỏ cho ngựa ăn. Đây là các nhà điều hành khu nhân giống. Trái. Chị ơi, chị cho em hỏi là ở trong này ngựa thả chị ạ? Ngựa bây giờ đi ngủ hết rồi. Thế thả được mấy giờ? Thả... Thế hôm trước em vào em hỏi người ta bảo thả từ 3-4 giờ. 3-4 giờ, bây giờ 5 giờ, 6 giờ. Thế là cho ngựa vào rồi chị? Cho ngựa vào rồi. À, em cảm ơn nhé. Thôi hết ngựa. Ơ thế thì trong này không được vào. Không. Thế trong này có gì đâu. Không có gì à? Chị ơi cho em hỏi em có được vào trong này xem không? Không được vào đâu ạ. Thì đây có cái biển có cổng không? Vâng, em cảm ơn. Thôi. Thôi lượn vòng không ra vậy. Lượn ra cổng phụ không ra. Ngựa đi ngủ. Không có thấy con ngựa đang nằm. Đây là tất cả các cái đồng cỏ mà người ta trồng để nuôi ngựa. Nhưng mà chúng tôi hôm nay rất là đen. Lần thứ hai chúng tôi để canh ngựa xem có ngựa để quay, nhưng mà người ta đã cho ngựa vào chuồng mất rồi. Có lên thì lên chụp ảnh thôi. Có gì xem thử. Chẳng cổng như cao nguyên. Đằng kia còn có cái trại trâu nữa, đi qua toàn trâu đéo ngựa. Ơ, mình chả ở bên kia. Nhìn chỗ kìa, bãi keo kìa. Giống nhỉ? Ở bên kia không? Thế vẫn cùng một chỗ à? Tôi lại hẹn các bác lần sau, có khi tôi sẽ đến cái trại ngựa này lần tiếp theo. Tại vì hôm trước đến thì người ta bảo là mở cho ngựa ra là từ 4 giờ, cứ tưởng là 4 giờ bắt đầu cho ra, hóa ra người ta cho ra từ 2 giờ. Thì là mình xuống 4 giờ hơn một tí thì ngựa lại vào chuồng mất rồi. Ở đây là cái trại ngựa được coi là lớn nhất miền Bắc ấy. Nó vừa là chăn nuôi, nhân giống và bảo tồn các loại ngựa nữa. Đây là cái bể nước để tưới cỏ. Đây là cái bãi cỏ rất là nhiều hoa đẹp, lại mình chụp, mình quay cái cảnh đẹp này. Hẹn lần sau xuống. Ở trong này nó bảo quản và nó bảo vệ rất là tốt nên là người ngoài vào thì nó không cho vào đâu. Cỏ đây già quá lên hoa hết rồi. Cỏ rất là cao rồi. Người ta nói ngày thả ngựa là thường thả ở bên những cái đồi chọc bên kia, chứ còn đây là chỉ có cắt cỏ cho ăn đấy chứ không thả ngựa vào đây, thả vào đây là nó giẫm nát hết cỏ. Này. Cái này như kiểu là cái gì không hình dung ra được, như kiểu cái để lên để trông đi, đứng ở trong này nhìn ra ấy. Không trước xuống thì... mà cái to Lê bảo quản cái này không?